Tôn Vị xin chào cô chú và các anh chị thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị trong mục tìm kiếm người thân. Thưa quý vị, hôm nay thì Tôn Vị xin công bố kết quả DNA giữa cô Linda Kim và chị Hằng. Kết quả DNA lần 2, thưa quý vị. Tôn Vị xin tóm tắt câu chuyện một chút xíu để cho những cô chú, anh chị chúng ta đến sau để chúng ta hiểu về câu chuyện này hơn. Mong quý vị theo dõi nha. Tuy rằng là nó để chúng ta gọi là để mà biết được cái kết quả liền thì cũng phải có đầu có đuôi một chút xíu, bởi vì có những người đến sau đó thì chưa hiểu chuyện gì. Thì thế này quý vị, câu chuyện của chị Hằng tìm mẹ thì đã lâu, và cái sự mà khao khát của chị Hằng thì phải nói rằng là không có cái gì mà để gọi là sánh được, bởi vì Tôn Vị thấy được chị đã hết sức là nỗ lực để kiếm mẹ của mình. Trong khi mà chị Hằng kiếm mẹ của mình đó, thì là sau khi mà có nhiều cái thông tin khác nhau không trùng khớp thì bỗng dưng có một cô ở Bình Phước, tên cô là trong giấy chứng minh là tên Lợi, là cô Lợi, và cô có biệt danh là Linda Kim. Thì cô đã lên tiếng, và cũng nhờ thông qua một người con nuôi của cô, đó là anh Giỏi. Thưa quý vị, thì nói đến đây thì Tôn Vị cũng rất là cảm ơn anh Giỏi, cũng đã hợp tác cũng như là đã rất là nỗ lực trong cái việc mà để lấy mẫu của cô cũng như là chuyển tải cho Tôn Vị và chị Hằng được gặp cô. Rất là cảm ơn anh rất là nhiều. Tuy nhiên sau khi trò chuyện đó thì là tất cả những cái thông tin mà cô Kim đưa ra thì thông tin là hoàn toàn trùng khớp, hoàn toàn trùng khớp và hoàn toàn gọi là đáng tin cậy. Nhưng rất là đáng tiếc, sau khi mà lấy mẫu ADN của lần thứ nhất thì không trùng khớp, thưa quý vị, là lần thứ nhất đó nha. Lần thứ nhất mà khi mà đôi bên đối chiếu không được đó, không có trúng, thì cộng đồng cũng không yên tâm cho lắm và kêu Tôn Vị là nên lên đó trực tiếp lấy mẫu. Thì thật sự Tôn Vị rất là đồng tình với chuyện đó, và Tôn Vị cũng rất là hoan nghênh, và Tôn Vị cũng rất là sẵn sàng. Nên là Tôn Vị và bạn Chế Kha đã trực tiếp lên ở trên Bù Gia Mập, cách đây cũng gần hơn 300 cây số, thưa quý vị. Thì khi lên lấy mẫu của đợt 2 thì sau đó cô Kim cũng có trò chuyện với ông Body. Theo như cái lời mà gọi là đề nghị của đôi bên, thì có gặp chú Body là ba của chị Hằng đó. Thì trong quá trình mà trò chuyện thì ba chị Hằng không có ấn tượng về cô Kim. Tuy nhiên thì cô Kim thì một mực nói rằng là đây chắc chắn là chú Body mà cô Kim đã từng gặp. Có nghĩa là tất cả những cái thông tin thì cô chỉ dựa trên cái sự mà trí nhớ của cô, và dựa trên cái câu chuyện và dựa vào cái khả năng của cô. Tuy nhiên để chứng minh thì cô không có cái gì để chứng minh cả, và cô chỉ nói bằng cái sự mà gọi là nói đơn phương. Thưa quý vị, đúng thật sự là như vậy. Thì hôm nay đã có kết quả ADN lần 2. Đúng ra là có được hôm qua, nhưng mà do Tôn Vị cũng nhiều việc quá nên hôm nay Tôn Vị mới tiện thông báo đến cho quý vị. Thì để cho nó cụ thể hơn và nó thiết thực hơn đó, thì Tôn Vị cho quý vị và các bạn chúng ta coi cái khi mà Tôn Vị và bà xã Tôn Vị đi lên trên trung tâm để gửi mẫu ADN đó, để cho nó thiết thực, chứ không phải là Tôn Vị chỉ nói không. Và cái điều mà Tôn Vị đã lên trực tiếp ở đó để gửi mẫu, và giờ đây mời quý vị chúng ta xem một chút khi mà Tôn Vị, vợ chồng Tôn Vị lên trên đó gửi mẫu nha quý vị nha. Đó, em có thấy đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ không? Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu. Thưa quý vị thân mến, hôm nay thì vợ chồng Tôn Vị tranh thủ lên thành phố Hồ Chí Minh để đi gửi cái mẫu ADN đó quý vị. Đi gửi cái mẫu ADN của cô Linda Kim và mẫu của chị Hằng. Thì giờ đây Tôn Vị đang có mặt tại Nguyễn Thị Minh Khai và mặt Định Chi. Thì Tôn Vị sẽ vào để gửi cái mẫu ADN, và chính trực tiếp Tôn Vị có mặt ở nơi đây để cho cô chú anh chị chúng ta yên tâm. Để thưa quý vị, Tôn Vị sẽ ghi nhận lại một chút xíu cho cô chú anh chị chúng ta được biết. Đây thưa quý vị, đây là tòa nhà nơi văn phòng làm việc của bên trung tâm DNA đó quý vị. Nằm ở số 12 mặt Định Chi nha quý vị nha. Bây giờ mời cô chú anh chị chúng ta cùng vào đó ha. Dường như thì vào đó thì thật sự là do cái việc mà bảo mật của khách hàng này kia đó, cho nên là Tôn Vị cũng không có tiện ghi nhận. Tôn Vị cũng chỉ muốn là ghi nhận lại chút xíu để cho cô chú anh chị chúng ta được biết là Tôn Vị cũng đã trực tiếp có mặt ở nơi đây để mà gửi mẫu đó quý vị.
À, thưa quý vị thân mến, đây là mẫu của cô Linda Kim và mẫu của chị Hằng nha quý vị nha. Và chính tay Tuấn Vĩ cầm lên ha, rồi em cầm luôn đi. Rồi đi đi đi, đi vô. Em cho anh mượn lại cái mẫu. À, đây thưa quý vị, trung tâm xét nghiệm ADN quý vị ha. À, Tuấn Vĩ đã có mặt tại nơi đây nên là cô chú anh chị chúng ta hết sức yên tâm hết quý vị ha. À, thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa xem qua cái khâu mà vợ chồng Tuấn Vĩ đã trực tiếp lên trên mặt đỉnh Chi để gửi mẫu, tức là chính tay Tuấn Vĩ nha, cho nên là không có phải băn khoăn cái gì hết. Cộng đồng không phải băn khoăn là sợ là lạc mẫu hoặc là này ngày kia. Thì thưa quý vị, sau khi mà gửi mẫu xong rồi thì hôm qua Tuấn Vĩ đã nhận được tin của từ trung tâm, và giờ đây mời quý vị và các bạn chúng ta nghe cuộc điện thoại của từ bên trung tâm báo cho Tuấn Vĩ để nó thiết thực hơn nha quý vị nha. Dạ, em chào anh ạ. Anh có nhận được cái thông báo từ Zalo em gửi qua cái thông tin là giữa cô Kim Linda Kim với chị Hằng em. Dạ. Anh muốn em thông báo bằng cái voice này dùm anh để anh công bố cho cộng đồng ha, là cái kết quả nó ra sao em ha. Dạ rồi. Dạ, thì em bên bộ phận trả kết quả, hôm nay trả kết quả cho anh về cái ca là cô Linda Kim, quan hệ mẹ con với lại chị Hằng, thì cái kết quả là không trùng khớp á anh. À, thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe qua cái sự trả lời của bên trung tâm DNA, và có nhiều thắc mắc của nhiều cô chú đó hỏi rằng là nếu cô Kim mà vô máu như vậy, theo như lời cô Kim nói rằng là cô vô máu, cho nên là cái kết quả e rằng là sợ vô máu như vậy là kết quả nó sai. Thì cái điều đó Tuấn Vĩ cũng có hỏi trung tâm, và giờ đây mời cô chú và các anh chị chúng ta cùng nghe trung tâm trả lời cái việc mà cô Kim vào máu hoặc là những người khác vào máu thì nó có bị thay đổi cái gen hay không. Mời cô chú anh chị chúng ta cùng nghe. Rồi, cảm ơn em. Là có một điều anh muốn hỏi nữa là ví dụ như trường hợp mà nghi ngờ rằng là có vô máu nhiều lần đó em, mà lại nghi ngờ là do vô máu nhiều lần nên nó sai mẫu ADN, thì cái trường hợp đó có không em? Thì xét nghiệm ADN anh có thể lấy nhiều loại mẫu khác nhau. Nếu mà một cái người nào đó nghi ngờ là có truyền máu thì đừng có lấy mẫu máu, lấy qua mẫu khác, lấy mẫu phết tế bào niêm mạc miệng chẳng hạn. Hoặc là lấy móng tay, móng chân, hoặc là tóc, có cả chân tóc chẳng hạn. Đừng có lấy mẫu máu. Rồi, anh hiểu. Nếu vậy là nghi vô máu thì miễn là mình đừng có lấy máu, mà mình lấy các cái mẫu khác là ok em ha. Đúng rồi, đừng có lấy cái mẫu gì mà liên quan tới máu, dự như là máu hay là tủy xương hay là gì đó là mình đừng lấy. Anh hiểu. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều, phiền em nha. Dạ, không có gì anh. Dạ, có câu hỏi gì khác thì anh vui lòng gọi lại trung tâm. Rồi, cảm ơn em ha. Chào em ha. À, thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe bên trung tâm trả lời rằng là cái chuyện mà vô máu đó thì chỉ có khi trừ khi mà lấy máu để xét nghiệm với máu của người khác thì nó mới ảnh hưởng trực tiếp đến cái dòng máu. À, còn nếu ví dụ như chẳng hạn như lấy tóc và móng tay, hoặc là lấy viêm mạc miệng, hoặc là lấy nước miếng thì nó không có ảnh hưởng đến cái chuyện mà vô máu. À, cho nên là cái chuyện mà cô Kim nói sợ e ngại vô máu nên nó không trúng là cái chuyện đó là bác bỏ. À, có nghĩa là không ảnh hưởng gì hết trơn á. Chỉ trừ khi lấy máu của Kim thử thì mới ảnh hưởng. Còn lấy móng tay và lấy tóc cũng như là lấy viêm mạc miệng hoặc là lấy nước miếng của cô Kim thì là nó không có ảnh hưởng gì. À, theo như bên trung tâm trả lời là như vậy. Thì thưa quý vị, qua cái câu chuyện này thì đúng thật sự là nó vẫn đang còn là ẩn số. À, mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau. À, thật ra Tuấn Vĩ thì thấy vậy thì Tuấn Vĩ đăng tin như vậy, đưa tin như vậy, chứ Tuấn Vĩ cũng không biết được lý do. À, có nghĩa là mình cũng là người trung gian mà, mình không dám đánh giá. Và theo Tuấn Vĩ nghĩ ở trên cộng đồng cũng vậy thôi, mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau và mỗi người cũng có một cái quan điểm khác nhau. Nên là trước mắt là Tuấn Vĩ thấy không có trùng khớp, về bên khoa học kỹ thuật là không có chứng minh đó là mẹ con. Thì Tuấn Vĩ biết vậy thì Tuấn Vĩ sẽ đăng tin như vậy. Còn trong câu chuyện thì nó có cái gì nó uổng khúc hay là có sai ở chỗ nào và nó vì lý do gì thì cái điều đó chúng ta không có giải thích được. Bởi vì chỉ có người trong cuộc mới biết được là cái lý do.
Cũng có thể là có nhiều cái nghi vấn cho rằng là chẳng hạn như là hai câu chuyện nó trùng khớp, hai câu chuyện nó giống nhau, hoặc là ví dụ như cũng có những cái giả thiết rằng là cô Kim là người bạn của mẹ chị Hằng, bạn thân của mẹ chị Hằng, nên là mới biết được cái câu chuyện gọi là nó tỏ tường đến như vậy. Rồi có một số comment nữa thì cũng nói rằng là cô Kim nói không thiết thực, ví dụ như vậy. Thì cái điều đó mình không có xác minh được, mình Tuấn Vĩ chỉ thấy trung gian, Tuấn Vĩ là trung gian, thấy thế nào thì Tuấn Vĩ đăng tin lên như vậy, chứ Tuấn Vĩ cũng không biết được lý do. Thưa quý vị, bên cạnh đó đó thì suy cho cùng thì có nhiều người cũng cho rằng là cô Kim dựng chuyện để làm gì, dựng chuyện không có được cái gì hết trơn á. Và nếu ví dụ như là cô Kim nhầm lẫn rằng là chỉ có dựa trên lời nói để mà nhận mẹ con thì cái đó là sai, và cái quan niệm đó là sai, và chắc là cô Kim cũng không làm vậy để làm gì. Theo Tuấn Vĩ nghĩ không làm gì, không có làm để làm gì hết. Bởi vì thật ra thì là cái chuyện mà điều kiện của cô Kim thì cũng không thiếu. Thật sự mà nói là cô cũng lớn tuổi rồi, cô đâu có nghĩ đến chuyện danh lợi này kia nữa mà nói dối làm chi. Cho nên là đây là Tuấn Vĩ phân tích những cái gọi là comment đa phần để cho chúng ta nhìn một cách khách quan hơn. Ví dụ như cô Kim mà có nhận cái chuyện này, hoặc là ngộ nhận, hoặc là bịa đặt này kia, thì cái thua thiệt là thua thiệt về phần cô Kim, chứ còn cô Kim không có được cái gì hết trơn á. Nên là thật ra Tuấn Vĩ cũng không biết phải nhận xét thế nào. Trước mắt thì thấy vậy thì Tuấn Vĩ biết vậy, Tuấn Vĩ không biết nói làm sao hơn. Ngoài ra nữa đó thưa quý vị, thì đối với cái câu chuyện bên chị Hằng đó, thì cá nhân chị Hằng cũng không có xác định được, chưa nói đến cái chuyện là khán giả là người ngoài, chúng ta chỉ theo dõi câu chuyện thôi. Ví dụ như trước đây đó thì là khi chị Hằng nghe mẹ nuôi nói lại là, và nghe bên gia đình mẹ nuôi thì nói là mẹ của chị Hằng là tên Hạnh, chứ không phải là cô Linda Kim. Nhưng mà sau đó trong quá trình mà trò chuyện với chú Body là ba của chị Hằng, thì chú Body mới nói rằng là chú Body có ấn tượng về cô Linda Kim, chứ chú Body không có ấn tượng với một người tên là Hạnh. Không biết là trong kỳ thực thì có giấu tên hay không thì không biết, nhưng mà tên ở quán đó, chú Body gặp gỡ đó, thì là tên là Linda Kim. Thưa quý vị, còn có một số thắc mắc nữa thì Tuấn Vĩ cũng xin trả lời quý vị như thế này. Cách đây vài tháng đó thì có một người có cung cấp một tấm hình của cô Hạnh ở Huế, thưa quý vị, cung cấp một tấm hình của cô Hạnh ở Huế, nhưng mà lại không có trùng tên với cô Linda Kim, không có trùng tên, và cái tấm hình đó thì là cô Kim cũng nói không phải của cô không phải của cô Kim. Đó thì do ở cái chỗ là Tuấn Vĩ chưa có đăng tin về cái điều đó, nhưng mà cô Kim nói tấm hình đó không phải là của cô Kim, và cô đó là tên Hạnh. Nhưng mà việc là cô Hạnh có liên quan đến chị Hằng hay không thì nó vẫn là ẩn số. Thưa quý vị, còn theo như chú Body nói thì chú Body chỉ là ấn tượng về tên của cô Linda hoặc là cô Kim, chứ không có ấn tượng về tên Hạnh. Cho nên trong kỳ thực á, thì là không biết giữa cô Linda Kim và cô Hạnh có đúng là một người hay không, hay là cũng có thể là người nhớ thế này, người nhớ thế kia, đó là hai người, hoặc là cô Linda Kim và cô Hạnh là một, thì Tuấn Vĩ cũng chưa xác minh được. Và chính cả bản thân chị Hằng cũng không có biết được là mẹ mình là tên Hạnh hay là mẹ mình tên là Linda Kim. Vì vậy cho nên là nếu cô chú nào, anh chị nào có những cái trường hợp khả nghi thì cô chú anh chị chúng ta cùng hết sức là tích cực, cũng như là mong muốn là được sự giúp đỡ của cộng đồng, là báo tin dùm cho Tuấn Vĩ. Thì thưa quý vị, hôm trước á, thì là chị Hằng có nói là chú Body là có đưa ra một số tiền thưởng cũng là khá là lớn, đó là 10.000, thưa quý vị. Rồi sau này nữa thì chị Hằng có nói thêm hình như 2.000 hay là 3.000 gì đó, tức là 12.000 hay là 13.000 gì đó. Nhưng mà Tuấn Vĩ thì cũng chuyển lời thôi, có nghĩa là để chúng ta có cái sự tích cực trong cái việc báo tin. Ví dụ như ai đâu đó nghe những cái câu chuyện của một người nào đó mà tương tự với câu chuyện của chị Hằng, tức là mẹ chị Hằng trước đây có làm ở quán bar Melody gì đó ở đường Nguyễn Văn Thoại vào năm 1971-72, 70-71-72, trong những năm đó, thì có ai có sinh con và có cho con ở đường Nguyễn Văn Thoại thì xin hãy lên tiếng dùm, hoặc là mong quý vị lấy thông tin dùm, rất là mong được cái sự trợ giúp của cộng đồng.
Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa đó, thưa quý vị, thì theo Tuấn Vĩ nghĩ là cái số tiền mà chị Hằng hậu tạ thì cũng cũng rất là lớn. Vì vậy thì Tuấn Vĩ nghĩ là trong một cái cuộc tìm kiếm thì chỉ cần có cái tiền hậu tạ nó tương đối chút để cho người ta có cái thời gian người ta đi xác minh dùm cho mình là đủ, chứ cũng không có cần phải lớn lắm. Nhưng mà tùy theo cái điều kiện, tuy nhiên thì là số tiền càng lớn chừng nào thì cái sự lan tỏa của video nó nhiều chừng đó. Và chúng ta cũng yên tâm thêm một điều nữa là cái số tiền đó chỉ phải chi trả khi mà tìm được đúng người. Còn khi mà chưa tìm được đúng người hoặc là gọi là không có phải là thông tin, không phải manh mối thì chúng ta không mất một đồng nào cả. Và Tuấn Vĩ cũng không có lấy một đồng nào chi phí hết trơn á. Tuấn Vĩ chỉ là kết nối dùm và tìm được nhau thì đó là một cái điều mà Tuấn Vĩ hết sức là hạnh phúc. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, khi mà tìm được đúng người thì thật ra là con người là trên hết, còn cái chuyện tiền bạc thì nằm trong khả năng của mình thì mình kiếm được chứ không sao cả. Thưa quý vị, ngoài cái việc mà thông báo tin của chị Hằng ra thì hôm qua Tuấn Vĩ có nhận được thêm một cái tin vui. Tin vui là đây quý vị. Tuấn Vĩ cũng xin báo tin vui để cho cô chú anh chị chúng ta cùng vui cho một cái trường hợp. Tức là có một trường hợp khác là tìm được mẹ, thưa quý vị. Thì chị này, chị tên là chị Lan Anh, sinh năm 1973. Hiện tại bây giờ thì chị đang còn sống ở ngoài Huế, thưa quý vị. Cách đây 3 tháng thì chị có gọi đến cho Tuấn Vĩ và chị có đưa ra một cái bằng chứng là cái giấy trước đây mẹ cho chị, cho người mẹ nuôi. Thì trong cái tờ giấy đó thì là có ghi số chứng minh của mẹ ruột và có tên của mẹ ruột. Tên của mẹ ruột là Phạm Thị Quang và số chứng minh là sinh ngày 15 tháng 11 năm 1943 hoặc là 48. Bởi vì cái số 3 với số 8 nó rất là giống nhau và nó hơi mờ một chút xíu nên là không có sao khẳng định được là số 3 hay số 8. Thì hôm qua đây thì Tuấn Vĩ nhận được tin vui là chính con của cô Phạm Thị Quang có gửi đến cho Tuấn Vĩ là chứng minh của bà. Và câu chuyện đó là câu chuyện của bà, tức là của mẹ mình. Và bà cũng xác nhận đó là câu chuyện của mình. Và cái đặc biệt hơn nữa là cái số chứng minh và cái ngày tháng năm sinh là nó hoàn toàn trùng khớp. Bà kỳ thực lần sinh ngày 15 tháng 11 năm 1943, thưa quý vị. Cho nên là tuy nhiên thì Tuấn Vĩ cũng nên khuyên là đi xét nghiệm DNA. Bằng chứng thì có rồi đó, bởi vì là chị thì chị dựa vào cái tờ khai ở trên cái tờ giấy mà cho con, còn cô thì cô xuất trình cái chứng minh là hai cái số và hai tên cũng như là hai ngày sinh tháng đẻ này kia là nó hoàn toàn trùng khớp nhau đó, thưa quý vị. Nên là cái việc này thì là phải nói rằng là cũng một cái việc là hết sức là vui mừng. Và cô Phạm Thị Quang thì thường theo dõi kênh của Tuấn Vĩ nên là chính bà là người phát hiện ra, mà nghe nói bà nghe nhắc tên bà cái là bà giật mình. Chính người mẹ đẻ ra cho chị Lan Anh đã xem TV, xem chương trình của Tuấn Vĩ nên đã phát hiện ra. Nên là thật sự Tuấn Vĩ cũng khuyến khích là nếu những cô chú, những cô, những chú, những bậc cha mẹ sinh thành hoặc là những người con mà đã từng là bị thất lạc hoặc là cha mẹ có nghĩa là không liên lạc được, mất liên lạc đó, thì nên tích cực xem kênh của Tuấn Vĩ nhiều vô nha. Giống như chương trình giống như trường hợp của cô Phạm Thị Quang, đây là chính cô coi và chính cô phát hiện ra cái điều này, nên là hết sức là chúc mừng cho gia đình đôi bên. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì có một cái việc DNA mà trong thời gian qua cũng nhiều người quan tâm và nhiều người thắc mắc. Thì Tuấn Vĩ cũng đã hỏi trung tâm. Tuấn Vĩ hỏi trung tâm như thế này. Mời cô chú anh chị chúng ta cùng nghe Tuấn Vĩ hỏi trung tâm tiếp nha. Để chúng ta hiểu thêm về cái kiến thức của bên xét nghiệm DNA với một cái bộ hài cốt. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe cuộc đàm thoại. Ok, anh hiểu rồi. Và bên cạnh đó anh muốn hỏi thêm một điều nữa đấy em. Là ví dụ như có những cái ngôi mộ, có những cái thẻ bài. Hoặc là có những cái ngôi mộ mà chỉ có hai ngôi mộ chỉ có một thẻ bài và đương nhiên là một cái thẻ bài để có tên của một người mà chôn chung đó em. Thì bây giờ ví dụ như là mình muốn lấy cái mẫu xương đó ở cái chỗ cái ngôi mộ đó mà xét nghiệm cùng cái người sống thì có được không em? Quan trọng là cái ngôi mộ đó là nó là bao nhiêu năm rồi anh? Nó còn vấn đề cái năm em ha. Đúng rồi. Ví dụ như bây giờ là đối với cả tất cả những ngôi mộ mà trên 40 năm thì bên em không có nhận xét nghiệm huyết thống theo theo mẫu xương bất kể là mối quan hệ gì.
Còn hả, tùy theo mối quan hệ thì hả là cái mẫu xương đó nó đòi hỏi cái số năm á, là nó sẽ là hả vài năm hay là vài chục năm vẫn có thể làm được. Đối với trường hợp chẳng hạn như xét nghiệm ti thể, tức là xét nghiệm theo dòng mẹ hoặc theo dòng ngoại đó, thì cái mẫu á, là 10 năm 20 năm nếu như mà điều kiện bảo quản cái mẫu xương tốt, có nghĩa là ngôi mộ khô ráo được chôn, chẳng hạn như những cái hồi xưa là hay chôn ở trong những cái vùng mà cao ở trên đồi rồi này nọ, nó ít bị xâm hại bởi bởi cái điều kiện thời tiết á, thì 10 20 năm mình có thể vẫn làm được, có khi 30 năm vẫn có thể làm được. Đó là đối với ADN mà mình dùng ADN ti thể nha. Còn đối với trường hợp mà ADN trong nhân để làm các mối quan hệ trực hệ như là cha mẹ con, anh chị em chẳng hạn, ông bà cháu chẳng hạn, mà dùng cái ADN ở trong nhân á, thì thời gian nó chỉ có vài năm trở lại thôi, tại vì cái ADN trong nhân á, nó sẽ dễ bị phân hủy hơn so với cả ADN ở trong ti thể. Cho nên là nếu mà trường hợp đó mình làm thì thứ nhất là còn tùy thuộc vô cái độ tuổi của bộ xương, cái thứ hai là mối quan hệ mình muốn làm nữa. Cho anh hỏi nếu ví dụ như mình lấy cái mẫu xương của cái người đã mất thì mình xét nghiệm với cái gì của cái người đang sống? Thì tùy theo mối quan hệ anh muốn làm là mối quan hệ gì, ví Ví dụ dụ như bây giờ như đó cha con, ví dụ như cha con thì mình lấy cái mẫu mẫu gì của người đang thì sống? cha con thì lấy mẫu gì của người đang sống mà không được thì nó giống như một cái case cha con bình thường thôi, Anh lấy hiểu. móng tay chân hoặc là tóc, có chân tóc hoặc Thì là đó, thì vấn đề là anh hỏi, là vấn đề anh hỏi chỗ đó đó, lấy tóc hay là lấy móng tay hay là lấy xương, lấy cái gì đó chẳng hạn, lấy xương thì chắc lấy không được rồi. Thì bởi vậy cho nên anh muốn hỏi là lấy mẫu không gì lấy xương, nhưng mà người ta có thể lấy răng sữa, người ta có thể lấy răng bình vậy? thường, lấy răng hàm, cái răng mà bị rụng khi mà mình rụng cái răng ra thì mình có thể làm được. Còn xương thì chỉ xương thì mình có thể thay bằng mẫu răng, thì răng xương nó cũng xếp chung như một nhóm. Rồi, cảm ơn em. Thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe qua cuộc đàm thoại giữa Tuấn Vĩ và nhân viên bên trung tâm DNA. Thì theo như nhân viên nói rằng đó là nếu cái bộ xương là một bộ hài cốt nào đó muốn xét nghiệm với người sống thì nó phải có cái niên hạn. Có nghĩa là những bộ xương mà gọi là nó còn mới đó, ví dụ như là dưới 10 năm, càng gần chừng nào thì xét nghiệm nó càng dễ chừng đó. Xét nghiệm bằng xương thì có những cái việc ví dụ chẳng hạn như lấy cái răng của người còn sống, rồi có thể như như giống như kiểu là hồi nãy trung tâm giải thích đó, nên là cũng có cách để xét nghiệm, nhưng mà ví dụ như càng lâu thì cái kết quả nó càng càng mờ nhạt hơn, nên là càng lâu ví dụ như là trên 40 năm hoặc là 30 năm hoặc là tùy theo cái điều kiện của cái bộ xương đó, nếu mà ví dụ như mà nó nằm trong cái điều kiện không có thuận lợi và nó bị mục hoặc này kia thì cái điều đó là hết sức là khó khăn. Nên là nói để mà xét nghiệm với những cái bộ xương mà đã trên 40 năm thì thật sự là đó là một kết quả, là một cái sự hết sức là khó khăn đó quý vị. Trong trường hợp này đó thì Tuấn Vĩ vừa cũng cách đây 2 hôm Tuấn Vĩ có nhận được những cái thông tin rằng là trước đây là có hai cái bộ hài cốt là chôn chung và trong đó chỉ có một cái thẻ bài, vì lẽ đó mà không biết cái bộ hộp sọ nào là bộ xương nào là của cái thẻ bài nào, là của cái thẻ bài đó, còn cái người còn lại là tên của ai thì không biết. Đó thưa quý vị, cho nên là cũng hết sức là khó khăn. Ví dụ như là chôn chung đó quý vị, hai bộ hài cốt chôn chung và tìm thấy chỉ có một thẻ bài, thì cho nên là những cái điều này là những cái điều mà hết sức là khó khăn. Cách đây 2 hôm thì Tuấn Vĩ có nhận được thông tin của một gia đình nọ có trước đây có đào được bộ hài cốt của em của mình, của em của mình, nhưng bên cạnh đó lại có thêm một cái bộ hài cốt khác, cho nên là không biết bộ hài cốt nào là của em của mình, nên là đã đặt tên là Hùng Em Hùng Anh, và cho nên là muốn Tuấn Vĩ phát sóng lên coi thử là ai đã cùng đi lính với anh Hùng trước đây và đã mất vào vào cái thời điểm đó, thì cũng có thể là xác minh được phần nào. Chứ còn bây giờ nói DNA thì thật sự như chúng ta vừa nghe qua cái sự mà trả lời của bên trung tâm đó thì thật sự là ngoài 40 năm rồi là nó rất là khó khăn thưa quý vị. Kính thưa quý vị thân mến, thì nội dung của hôm nay thì Tuấn Vĩ cũng xin trao đổi như vậy để cho cô chú anh chị chúng ta nắm được. Sở dĩ mà Tuấn Vĩ không có live stream mà Tuấn Vĩ đã quay lại hình là bởi vì có những cái đoạn video nó liên quan, nên Tuấn Vĩ mới dán vào trong cái một video để cho chúng ta xem cho nó thiết thực hơn. Còn bây giờ mà live stream thì Tuấn Vĩ không có đưa ra được những cái bằng chứng đó, không dán được những cái bằng chứng đó lên màn hình để cho chúng ta cùng xem.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Sắp tới đây thì Tuấn Vĩ cũng có đăng tin rất là nhiều câu chuyện rất là hấp dẫn, cũng như là nhiều câu chuyện rất là đau lòng và xót thương. Rất mong được sự quan tâm và theo dõi của cộng đồng, của cô chú anh chị. Đặc biệt là những câu chuyện, ví dụ như là câu chuyện của cô giáo Kim Ngân, nay đã đứng dậy đi được rồi. Đó là một cái sự mà vui mừng hết sức. Tuấn Vĩ không có cái vui mừng nào vui bằng mừng bằng luôn á. Trước đây thì chúng ta cũng biết là cô giáo Kim Ngân là có hai chị em, và người em thì cũng lên đến tuổi trưởng thành thì bị ung thư máu mất. Và người chị cũng vậy, là cô giáo Kim Ngân đã lên đến tuổi trưởng thành và đã ra trường được một năm. Và cha mẹ cũng dốc hết cái tài sản, dốc hết những gì có để nuôi hai chị em ăn học. Thì bỗng dưng cô giáo Kim Ngân cũng bị ung thư xương như vậy, và trong lúc tuyệt vọng không còn tiền để điều trị, và tính ra ngoài đường để bán vé số, rồi tính ra là sâu chuỗi những cái hạt cườm này cái để bán, thì thật sự mà nói là nó không có đáng, không được bao nhiêu tiền hết trơn á, mà tiền trị bệnh thì không có. Và thời điểm mà Tuấn Vĩ cập nhật đó, lần đầu tiên đó, thì cô giáo Kim Ngân đã đớ lưỡi rồi, nói chung là không tuyệt, không có cái hy vọng nào nữa. Nhưng mà may được cái là sau khi Tuấn Vĩ phát sóng thì đã được cái sự thương xót của cộng đồng, và đã hỗ trợ cho cô giáo Kim Ngân trên 100 triệu đồng và đã đi điều trị. Thì hôm trước đây thì Tuấn Vĩ ghé và Tuấn Vĩ có trao thêm một số tiền của từ các mạnh thường quân. Thì Tuấn Vĩ rất là vui mừng khi mà cô giáo Kim Ngân đã đi được và đã có những cái kết luận của từ bác sĩ là nói rằng là không phải vô máu nữa. Có nghĩa là bệnh ung thư máu mà bây giờ nó không phải vô máu nữa, là phải nói rằng là một cái tin hết sức là đáng mừng. Và em đã đứng dậy đi được, và trong thời gian không xa thì em sẽ mơ ước là sẽ trở lại với cái công việc giáo viên. Thì thật sự là Tuấn Vĩ rất là vui mừng khi mà cộng đồng xem như đã cứu được mạng của em Kim Ngân. Đúng, thật sự là mà nói là như vậy. Bởi vì cái thời điểm đó tuyệt vọng quá rồi mà. Nhưng bây giờ thì thấy đi được rồi, là không phải chuyển máu nữa, thì đồng nghĩa với cái chuyện là đã được cứu. Nên Tuấn Vĩ rất là vui mừng vì điều đó. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của cộng đồng, của cô chú anh chị rất là nhiều. Và Tuấn Vĩ cũng sẽ phát sóng nhiều cái câu chuyện, nhiều cái việc mà tìm người thân tiếp theo trong những ngày tới. Có nhiều cái dư luận cho rằng đêm thì... thấy ví dụ như là có những cái comment nói rằng là có đôi khi có những cái trường hợp á, mà đúng là mẹ đẻ ra mà xét nghiệm ra vẫn không đúng mẹ con, thì theo như kinh nghiệm của bên em thì thấy cái việc này nó thế nào em? Nó có dạ, trường hợp đó xảy thì, ra không? Với câu hỏi này á, thì em sẽ nói máy với lại bên tư vấn cho anh nhé. Dạ, anh đợi em một xíu ạ. Dạ alo. Chào em nha. Dạ em chào anh. Anh là Tuấn Vĩ. Thì cái trường hợp của cô Kim và chị Hằng đó em, thì lần trước thử cũng nó không có đúng, và lần này không đúng, thì anh cũng nghĩ là bên khoa kỹ thuật thì nó đã chứng minh rằng là nó không đúng như vậy. Thì tuy rằng anh thì kể cả là cái kết quả đầu tiên anh cũng không có băn khoăn gì, nhưng mà để làm cho cộng đồng đó em là yên tâm hơn đó, thì anh thấy trên cộng đồng có nói một số mẫu chuyện là có đôi khi có những cái người mẹ đó mà sinh ra con đúng là cái người mẹ đó, nhưng mà sau xét nghiệm ra cũng không đúng. Thì cho anh hỏi rằng là có theo em ghi nhận thì từ trước giờ có trường hợp nào mà mẹ sinh ra con mà xét nghiệm nó không có đúng mẹ con không em? Mẹ sinh ra con mà kết quả xét nghiệm không có đúng là sao anh? Có nghĩa là có một số dư luận cho rằng là người mẹ đó đã sinh ra người con đó rồi, và cái quá trình sinh nở đó nó được xác thực bởi một cái cơ quan nhà nước, chẳng hạn như là giấy chứng sinh của bệnh viện đi. Thì cái người mẹ đó đi test DNA để làm cái gì, để mà nó phát sinh ra cái chuyện là cái người mẹ đó không có phải là người mẹ sinh học của cái đứa bé đó. Có thể có những cái có những cái việc có những mẫu chuyện đó em. Thì những cái mẫu chuyện đó thì nó rất là dài, mà hơn nữa là gọi là cũng có những cái việc khác nhau. Bây giờ nếu như mà cái mẫu chuyện đó là mẫu chuyện nào á, thì anh kêu độc giả là phải gửi đường link đồ các thứ cho anh, và anh sẽ chuyển qua cho bên em, thì bên em sẽ giải thích cụ thể trên cái trường hợp đó. Tại vì hiện tại bây giờ là cái guideline hướng dẫn á, của bên xét nghiệm ADN á, là không phải cứ cái vụ nào mà không đúng mẹ con thì mình sẽ đi test thêm những cái phần khác. Tại vì cái trường hợp đó nó rất là hiếm, ví dụ như là có khi nó một trên một tỷ trường hợp chẳng hạn, mà những cái trường hợp đó là nó vô tình được phát hiện ra bằng những cái nó rất là hy hữu,
Cho nên mình không thể nào mình áp dụng cái guideline đó cho tất cả các trường hợp mà không đúng mẹ con hay không đúng cha con được. Đó. Và đối với cái trường hợp á, mà người ta muốn làm như vậy để người ta tìm ra, tức là cái hiện tượng mà chimera là hiện tượng người ta ghi nhận đó là do là cái song thai tiêu biến, thì khi mà song thai tiêu biến như vậy nó không tiêu biến hoàn toàn mà nó tích hợp một phần DNA vào trong DNA của người mẹ, thì thực chất đó tức là người chị song sinh của người mẹ chẳng hạn, thì khi mà nó tích hợp vào cái phần chẳng hạn như là tế bào trứng đi, thì có thể là cái tế bào trứng đó nó cho người con, và nó khi mà xét nghiệm ra thì là có thể là không phải mẹ con. Thì đối với những trường hợp này, khách hàng có thể làm tiếp một cái test, nó gọi là test xét nghiệm ti thể theo dòng ngoại. Thì như vậy á, là người con này á, với cả người mẹ nó sẽ có huyết thống theo dòng mẹ, mặc dù không phải là mẹ con, thực chất đó là dì cháu chẳng hạn. Tại vì là cái thai song sinh tiêu biến của người dì nó tích hợp vô trong cái bào thai của người mẹ. Nhưng mà trường hợp này nó cực kỳ hiếm, mà không có Cực kỳ ai hiếm ha. gọi là làm một cái xét nghiệm thường quy là cứ DNA không phải thì mình đi mình làm cái test đó hết. Nhưng mà nếu bây giờ muốn làm thì anh có thể làm cho gọi là rõ ràng cái vụ của anh, thì nếu mà ra mà ti thể nó cũng không có cho nhận luôn, thì rõ ràng là hai người này á là về mặt huyết thống mẹ con thì là xét nghiệm DNA là không phải rồi, Vậy là mà cái xét nghiệm trường vậy là thể cái theo trường dòng hợp như ngoại trường luôn. hợp anh xin lỗi, vậy là cái trường hợp như một số cô chú nghi ngờ là có thể rằng là nó bị một cái lỗi gì đó, thì nó cái trường hợp đó nó hiếm xảy ra đúng không em? Nó có thể là Nó rằng không là phải là nó lỗi anh, đây nó là một cái hiện tượng, nó gọi tên đàng hoàng, tức là khoa học nó gọi tên đó là hiện tượng chimera đàng hoàng. nó Nhưng có mà tên. không ai đi làm tất cả những cái ca không đúng cha con, không đúng mẹ con làm cái chuyện đó hết, tại vì cái tỷ lệ chimera này nó cực kỳ hiếm đó. Và người ta chỉ thường là chỉ là vô tình người ta ghi nhận được qua những cái sự vụ, mà nói chung là nó mang cái tính chất hy hữu thôi đó. Thì Hữu. cụ thể cái trường hợp như của anh thì nếu như muốn làm tiếp thì có thể làm tiếp xét nghiệm ti thể, thì nếu như mà không có huyết thống theo dòng ngoại luôn thì nó cực kỳ rõ ràng luôn là hai người này nó có liên quan chỉ nhau hết. Rồi anh hiểu rồi. Câu Và hỏi em của anh bây giờ ừ muốn hỏi câu chuyện nào thì phải gửi câu chuyện đó cụ thể thì mới trả lời trên câu chuyện đó được. ừ tức là ý anh hỏi là cái tình huống đó nó có thể có xảy ra hay không đó. Có thể xảy ra là người mẹ sinh ra con mà xét nghiệm nó không ra đó, ý là có trường hợp đó không, ý anh hỏi là như vậy. Anh không có thể nào mà căn cứ theo một cái trường hợp hiếm gặp để anh liên hệ với bên cái trường hợp của mình được anh. Anh Bây giờ xét hiểu, nghiệm nhưng mà anh hỏi cái nó trường hợp ra á. là không đúng mẹ con rồi thì kết quả hiện tại nó là không đúng mẹ con. Còn bây giờ nếu như anh muốn làm cho rõ ràng hơn thì anh làm thêm cái ti thể là nó sẽ rất là rõ ràng đó. Thì hoặc là nếu như mà không có ti thể cũng không có cho nhận gì luôn, không có dòng ngoại gì luôn thì là hai người nó không liên quan gì hết vậy thôi. Rồi, ok, anh hiểu rồi. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của cộng đồng của cô chú anh chị rất là nhiều, và Tuấn Vy cũng sẽ phát sóng nhiều cái câu chuyện, nhiều cái việc mà tìm người thân tiếp theo trong những ngày tới. Cô chú anh chị nếu ai chưa đăng ký kênh thì mong quý vị là đừng quên nhấn vào nút đăng ký để theo dõi những video mới. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị luôn vui khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Bye bye quý vị.